Tôi xin chào tất cả các bạn. Trong buổi giới thiệu sách ngày hôm nay, cô xin giới thiệu với các bạn bộ sách Những câu chuyện giáo dục. Câu chuyện Lời nói đúng lúc, biên soạn Nhật Linh, nhà xuất bản Mỹ Thuật, giá bìa 32.000. Trong quyển Lời nói đúng lúc, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện Tâm sự của bác thông già nhé. Tâm sự của bác thông già. Mùa đông tới, bác thông già rì rào cành lá, trò chuyện với các cây con. Tôi là một cây thông tàn phế, vì thân thể của tôi bị sâu đục thủng, trông tôi xấu xí, chắc không có ai chọn tôi làm cây Noel đâu nhỉ. Nhưng tôi vẫn ao ước mình được mặc áo đẹp trong mùa Noel này. Lời thì thầm của bác thông già được chị xóm mang đi khắp nơi. Thỏ xinh nghe thấy liền đến bên bác nói lời an ủi: bác thông ơi, dù thế nào thì cành lá của bác vẫn đang xanh tươi đấy thôi. Sau đó, các bạn nhỏ trong rừng lần lượt biết đến tâm sự của bác thông già. Thế rồi, một câu chuyện đẹp đã diễn ra. Gần đến ngày lễ Noel, thỏ xinh và các bạn treo lên cành thông những chiếc lá vàng tuyệt đẹp và đặt vòng quanh gốc thông những hòn trứng bằng đá ngũ sắc. Thầy sóc nhanh nhẹn trèo lên cành cao hơn để treo những quả dâu tây đỏ mọng. Loài chim trong rừng ríu rít trang trí lên cây thông những chiếc lông vũ đẹp nhất của mình. Sau cùng, phép màu của ông già Noel đã biến hóa mọi vật mà các bạn nhỏ tặng, treo trên mình bác thông già trở nên lung linh sáng chói. Đêm Giáng sinh, một cây thông Noel tỏa sáng đẹp rực rỡ giữa cánh rừng đầy băng tuyết giá lạnh. Sự ấm áp của bác thông già đã lan tỏa đến khắp mọi nhà mọi vật. Bác thông già vui lắm, bác xúc động nói với những người bạn tốt: cảm ơn các bạn, xin chúc các bạn đón chào một năm mới thật an lành hạnh phúc. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được ý nghĩa của câu chuyện là có những người bạn tốt, cuộc sống của em thêm ấm áp, vui vẻ. Bây giờ cô xin giới thiệu với các em về cây thông nhé. Cây thông là loại cây sống trong khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt mà vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, vững chãi và màu lá xanh vĩnh cửu. Gần tới ngày lễ Noel, người ta thường sắm một cây thông và trang trí lên đó những ngôi sao, quả châu, dải kim tuyến lấp lánh và hoa. Cây thông được xem là biểu tượng của niềm hy vọng và sức sống mới trong lễ hội Noel và đón chào năm mới. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Kính chúc tất cả phụ huynh và các em học sinh được nhiều sức khỏe. Tạm biệt các em.